Chào mừng các bạn đến với Người Chuyên Lửa Bóng Đá Phong Trào, nơi lưu giữ chia sẻ kết nối mọi giáo vua. Mình đang chuyển là cái tên Tiến Quốc. Đức còn qua người. Đức còn. Rồi. Như vậy tỷ số là 1-0, một pha diệm góc gần, không cần quá nhiều đà. Nhưng Văn Thủy đã tạo ra bàn thắng để hạ gục thủ thành Ni Bắc. Ni Bắc không dám di chuyển, bởi đơn giản sân quá trơn. Chúng ta cùng theo dõi lại. Một pha diệm góc gần. Ngỡ tưởng rằng bóng đi ra ngoài ngôn. Phía sau. Nhưng không, nó đi thẳng vào góc gần. 1-0. Trí Long đã có bàn thắng mở điểm ở khoảng thời gian rất sớm. Đức Hướng. Vẫn là Đức Hướng. Đường chuyền. Tỷ số này không dấu chấm hết rồi. Và đó cũng chính là tình huống đáng chú ý cuối cùng. Họ đã trở đủ cả vốn đất này. Trước đó thì Mãn Xá giành chiến thắng 2-0 ở trận chung kết. Còn bây giờ họ để thua trước Trí Long cũng cùng với tỷ số này không. Không. Mẹ của Đức Hướng nhảy vào sân. Hải Clit là người đứng trước và đá bàn này. Hải Clit đường chuyền ra. Xuân An. Tỷ số là 1-0. Tôi đã nói rồi, sân trơn và ướt, nó sẽ khiến cho các thủ môn trở nên khó khăn hơn. Một pha tuột chân đầy tải đến từ Minh Tú. Tú chỗ cho em Quảng. 1-0. Chúng ta cùng theo dõi lại. Minh Tú đã di chuyển. Và khi cầu thủ này nhận diện ra trái bóng đi cứ rất gần khung thành, anh bị thừa chân. Có lẽ thì Minh Tú đã bị che khuất tầm nhìn, không thể có một pha phản xạ đủ tốt. Đánh đầu! Tới Messi là người kiến tạo trong tiếng vừa rồi. Và lần này người ghi bàn là Khánh Nghệ. Vâng, cái tên rất ghệ. Khánh Nghệ bật cao đánh đầu. Không có một cầu thủ nào có thể ngăn cản. Hãng hàng không mang tên Khánh Nghệ đã lên tiếng kịp thời để mang về bàn thắng san bằng tỷ số 1-1, không ai theo kèm. Rất thoải mái thực hiện tình huống thi. Rất chuẩn xác, một cú đệm đồng đến từ cái tên Khánh Nghệ. Vâng, đúng biệt danh Khánh Nghệ rồi. Khánh Nghệ tỏa sáng. Khương Châu không thi đấu, tiến ra bài ca thôi, ngồi ngoài. Thật sự tính nặng trên sân bóng bên mà. Rất nguy hiểm, tỷ số đã 3-1. Sai lầm đến từ hàng phòng ngự cuối cùng đã khiến cho Phong Việt phải trả giá. Không cần quá nhiều những cầu thủ tấn công, chỉ cần hai cầu thủ thôi là đủ. Xuân Trường là người ghi bàn. Tình huống đá bóng không mấy an toàn của thủ thành Ngô Tuấn và đã khiến anh phải trả giá. Đẩy vào lưới nhận bóng lần thứ 3. Hai bàn không phải là một cách biệt quá lớn, nhưng đến với một thời điểm như thế này thì chúng ta sẽ chờ đợi. Như vậy tỷ số là 1-0. Ngay từ những phút đầu tiên, Ngô Việt đã dồn một cú đứt ảnh trực tiếp vào thẳng những tham vọng đến từ chủ nhà. 1-0. Ủa, có những khán giả quá khích Hooligan không thể trách khỏi. Đến với bóng đá làng quê, những khán giả sẽ ôm vào sân ăn mừng. Những cái hạn chế rồi, bóng đá bây giờ rất văn minh. Ra ngoài sân thích ăn mừng thế nào thì ăn mừng, còn trong sân hãy hạn chế. Đó là quyết định từ ban tổ chức. Rất bất ngờ, Ngô Việt là người dứt điểm từ xa, bóng được phục giữa sân. Đường chuyền rất nguy hiểm. Đánh đầu! Số là 1-0. Ai ghi bàn đây? Có lẽ người ghi bàn là Chu Tân Phong. Anh cứ đưa tiền cho anh Ngô Hào, trưởng ban chống bạo động. 500.000 đồng được dành tặng bàn thắng vừa rồi của Chu Tân Phong. Có bàn thắng là tin nhắn về.
đơn giản thôi. Pha bắt bóng có phần không hợp lý của thủ thành Nguyễn Huy, không khác gì một libero bóng chuyền cả. Nó giống với cái cách mà thủ thành Đường Chuyên. Bên phòng vừa có một tình huống bắt bóng theo kiểu bóng chuyền. Như vậy tỷ số là 1-0. Điểm yếu chết người cô ưu đến từ vị trí số 1 đã được cầu thủ Ngô Đội khai thác. 1-0 rồi. Tuấn Hưng đã đứng rất gần và đưa ra những lời giải thích. Ủa, anh ơi check VAR đi. Check ai bây giờ? Check mình đây. Tình huống mà bên phòng đã bắt bóng trượt. Mạnh Thú quá chuẩn xác, một cú đệm đồng đánh đưa thủ thành Đức Đoàn để mang về bàn thắng của Hòa 1-1. Như vậy cuối cùng sau những nỗ lực đến từ ghế đá họ đã có được bàn thắng sai bằng số 1-1. Một cái công không nhỏ đến từ Dũng Đề Mà. Một hình rất hài hước. Hát bài thở một mũi đến Dũng Đề Mà. Sau khi cá nhân của thầy đã có những tác động vào vùng mũi, anh cảm chấn thương. Bình luận chuyên sâu các giải đấu bóng đá phong trào, phân tích soi kèo các trận đấu đỉnh cao mỗi tuần, tổng hợp tin tức chuyển động bóng đá khu vực. Chúng tôi là người chuyên lửa bóng đá phong trào, bình luận viên Nguyễn Anh Hùng.